trước mà anh chị em là cái mẫu xe cà phê lắp ghép với phiên bản nâng cấp pha máy. Đây là toàn bộ các cái chi tiết của xe, giờ mình sẽ tháo ra và lắp đặt nhé. Và anh chị em có thể thấy là năm 2023 đã trôi qua và tiếp theo là năm 2024 thì mình nghĩ rằng cái nền kinh tế vẫn đang rất là khó khăn. Và nếu thời điểm này mà anh chị em có những cái mặt bằng, có những cái diện tích mà có thể là tích hợp thêm cái xe cà phê takeaway này để bán, để gia tăng cái lợi nhuận thì mình nghĩ là rất là tối ưu. Bởi vì là kinh tế nó khó khăn thì chúng ta cần phải tận dụng tối đa cái mặt bằng của mình để tích hợp vào, ví dụ như spa, văn phòng bất động sản, các điểm rửa xe, các cửa hàng tạp hóa. Các bạn hoàn toàn có thể tích hợp vào. Với sự hỗ trợ của eCoffee thì các bạn không phải lo lắng về cái việc là mình chưa biết pha chế như nào, biết vận hành ra sao. Chúng mình hiện tại đang lắp đặt tận nơi. Như các bạn đang thấy là mình đang lắp đặt tận nơi ở cái điểm Minh Khai An Lão Hải Phòng. Và mình sẽ xíu nữa lắp đặt xong thì mình sẽ hướng dẫn và bàn giao để họ có thể tự vận hành một cái điểm bán, mặc dù họ chưa biết một cái gì về pha chế, về vận hành cả. Và để nói về độ bắt mắt cũng như là độ hoàn thiện cũng như là việc mà lắp đặt thì rất là nhanh các bạn ạ. Đấy, vậy là đây là toàn bộ những cái chi tiết cũng như là mình đã lắp đặt xong một xe hoàn chỉnh. Bây giờ sẽ vào lắp thêm máy pha nữa. Khi mà mình đã lắp đặt xong máy pha cũng như là bố trí các cái dụng cụ pha chế thì mình bắt đầu tiến hành training và đào tạo cho cái điểm bán có thể vận hành trơn tru. Đó. Và đây là cái mô hình nâng cấp pha máy. Ngoài ra thì eCoffee còn có mô hình pha phin cơ bản nữa, với cái chi phí nó hợp lý hơn với cái điều kiện kinh tế của anh chị em. Thì anh chị em hãy để lại comment để eCoffee có thể hỗ trợ nhé.